Hello con. Chào cô. How are I'm fine. today? Okay. Do you have breakfast? Yes, I do. What do you have for breakfast? Bread. Bread? What else? And butter. Okay. Do you like to go? Do you like going to school? You like going to school, yes. What subject you like best? What is your favorite subject? Is English. English. Okay, good. Okay, so we start our lesson today. Bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu bài học của mình nhé. Thì hôm nay mình học Vâng. unit 10 và trước khi mình học unit 10 thì cô sẽ cho con tìm hiểu về một cái khá là quan trọng ở trong tiếng Anh, chính là greeting, tức là cách chào hỏi. Được chưa nào? Và cách chào hỏi không chỉ quan trọng trong tiếng Anh mà ở tiếng Việt mình cũng rất là quan trọng đúng không? Chào hỏi một người này khi mà mình gặp một ai đó mới này, hoặc là gặp gặp những cái người bạn, những cái người thân của mình này, mình sẽ phải chào hỏi họ đúng không nào? Và bây giờ cô sẽ cho cậu Minh Châu xem một số những cái Đúng cách chào hỏi ở trong tiếng Anh để sau này mình có thể áp dụng được để mình chào hỏi với nhau ở trước mỗi buổi học nhá. Ok. không? Okay. English thing. Theme 1. Reading. Dialogue. Good morning. Good morning, everyone. How are you? Fine, thanks. How are you? Great. Come in, please. Nice to meet you. My name is Kate. Đây là các cái cách greeting. Nice to meet you too. Vâng ạ. Sit down, please. Thank you. Dialogue. Good morning, good morning, good morning. Good morning, how are you? This is the music room. I'm fine, thank you. Wow, they are good. La 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 la. Ha! That's the school library. Wow, many books. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Mr. Kim. My name is Kate. How are you? I'm great. Nice to meet you, Kate. Song. Good morning. This is Jiho. This is Pony. Good morning, Jiho. Good morning, Bomi.
Good morning. Good morning. How are you? I'm fine. I'm fine. I'm fine. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm not good. I'm not good. I'm not good. Oh no. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? I'm great. I'm great. I'm great. Thank you. Good morning. Morning, morning. Good afternoon. Afternoon, afternoon. Good evening. Evening, evening. This is Jiho. This is Homi. Story. Good morning, Toto. Good morning, Bunny. Okay. Hi, I'm Kiki. Hello, Kiki. I'm Toto. Good morning, Foxy. This is Toto. Hello, Toto. I'm Foxy. This is Bunny. Good afternoon, Bunny. Good afternoon. Good evening. Good evening. Goodbye. Bye. Story. Good morning. Nice to meet you. Nice to meet you. How are you? I'm okay. How are you? Fine, thank you. Let's go. Good afternoon. How are you? Not good. Thank you. Are you okay? Ha ha ha. I'm great. Let's go. Are you okay? No. I'm not okay. I'm not happy. Oh, no. Good evening, everyone. Who are you? Oh, no. It's a lion. Wow, you're a great lion. Thank you. Now, let's go to Oz. Ok, đó. Vậy thì trên đó là những cái một số những cái cách greeting, những cái cách chào hỏi mà mình có thể dùng được hàng ngày. Ok trên nào. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại. Is your privacy protected? Bây giờ mình websites sẽ quay trở lại bài học của mình nhá. Internet. So today we'll learn about unit 10. Unit 10. People in our street. Tức là
những người sống ở trong cùng một thành một cùng một con đường một con phố với tôi. People in our street. Okay, so now we move to the first exercise A. Write 10 words to put in the gaps. You choose. Let's guess what part of speech we need for each blank. Tức là đây sẽ là một cái đoạn văn khá là dài. Và những cái ô trống ở đây thì mình sẽ không có đáp án cụ thể. Tức là sao? Tức là những cái đáp án ở đây con sẽ phải là người tự điền vào. Con sẽ được tự chọn lựa. Con sẽ được tự chọn lựa cho nó những cái câu trả lời phù hợp. Và nó cũng không quá khó. Ví dụ như number one nhá. Hi, I live in street. Thì ở đây con sẽ phải điền gì? Tên của cái phố đó. Thì con có thể tự nghĩ ra tên của cái phố đó. Con hiểu không? Hiểu ạ. Ừ. Thì đó, ví dụ như number one, con có thể nghĩ ra tên của cái phố đó. Này, number one, mình có thể điền tên này. Number two, there are only about Thì ở đây người ta bảo là có tất cả bao nhiêu ngôi nhà ở đây. Bao nhiêu ngôi nhà ở đây thì đó là mình sẽ phải điền một con số vào đây. Đó, con hiểu không? Con sẽ phải điền một con số vào đây. Thì con số đó là gì cũng được. Thì con sẽ tự nghĩ ra cho cô. Cái đầu tiên thì mình điền một cái tên này. Cái thứ hai là mình điền một con số này. Well, I don't know everyone, but we are friends with the family. They live in a huge... mình sẽ điền một cái danh từ gì đó vào đây. Ví dụ như là a huge beautiful house chẳng hạn. Một căn nhà xinh đẹp chẳng hạn. Hoặc là a huge lovely house là một căn nhà dễ thương chẳng hạn. It's got lots of windows and funny. Funny gì đây? Nó có rất nhiều cửa sổ và a funny big roof. Và một cái roof là cái mái. Mái lớn chẳng hạn. Big hoặc là small hoặc gì đó. Con cũng điền một cái tính từ vào đây cho cô. Tính từ tức là những cái từ chỉ đặc điểm như kiểu là xinh đẹp, xấu xí này. Béo, gầy, to, nhỏ. Đó. Vậy thì câu 3 và câu 4 đều là điền một tính từ này. Đến câu 5 mình sẽ điền một loại đồ ăn. Đó. Mr. Fish is a sport teacher and he likes cooking. Và anh ấy rất là thích nấu cái gì đó. Cái món gì đó thì con sẽ tự nghĩ cái món đó vào đây. On his balcony. Balcony là ban công. Mrs. Fish give music lessons. She can play there. À, và ở câu 6 con sẽ điền một loại nhạc cụ cho cô nhá. Tại vì ở trước người ta bảo là cô Fish thì rất là thì được giao một cái bài tập về âm nhạc và cô ấy có thể chơi được một cái loại nhạc cụ gì đó. Thì con điền ở câu 6 vào đây. Thì con có thể tự nghĩ ra, tự nghĩ ra cho cô Fish xem là cô ấy có thể chơi được loại nhạc cụ gì. Thì con điền vào câu 6 cho cô. She can make great chocolate. Và cô ấy có thể làm được rất tốt món chocolate gì đây. Thì ở câu 7 này sẽ là một loại đồ ăn. Ví dụ như chocolate ice cream này. Chocolate cake, đúng không? Vâng ạ. Kiểu như vậy. Đến câu 8. Miss Esther and Mrs. Fish have got a son who is called gia đình nhà Fish thì có một người con trai và anh ấy được gọi là, thì mình sẽ điền tên của anh ấy vào câu 8. Vậy thì câu 8 mình sẽ điền tên người này. Đến câu 9, he's got a pet. Đến câu 9 thì mình sẽ điền được là một loài vật gì đó. Anh ấy có một con vật nuôi là con gì đó thì mình điền vào câu 9. Con chó, con mèo, con bò, con lợn, con gà, con chim, con gì cũng được hết. Con rắn. I really like playing. Thì ở cái câu 10 này mình sẽ là tôi rất thích chơi cái gì đó với anh ý ở trong vườn. Thì sẽ là điền một cái môn thể thao hoặc là một cái trò chơi gì đó. Ví dụ như là playing chess này, chơi cờ vua, playing football hoặc là playing basketball gì gì đó. Thì mình có thể điền các loại môn thể thao vào đây. Vậy thì bây giờ cô sẽ nói lại, cô sẽ tổng hợp lại một lần nữa nhá. Xem ở mỗi một cái phần ô trống mình sẽ phải điền gì này. Number 1 thì mình sẽ phải điền tên phố này. Điền cho cô một cái tên. Number 2 mình sẽ điền một con số. Đó, có bao nhiêu ngôi nhà ở đây.
number 3 và number 4 thì mình phải điền một tính từ, ví dụ như là xinh đẹp là beautiful này, hoặc là đáng yêu là lovely này, hoặc là nhỏ là small, lớn là big này, kiểu kiểu như thế, những cái tính từ về những cái tính từ về đặc điểm. Hoặc là nếu mà con muốn điền những cái tính từ nào mà con không biết nghĩa tiếng Anh thì con có thể nói tiếng Việt và tí nữa cô sẽ tìm nghĩa tiếng Anh của nó cho con. Đến câu 5 thì mình sẽ điền vào đây một món ăn nhá. Vâng ạ. Câu 5 he likes cooking gì gì đó thì con điền một món ăn vào cho cô. Đến câu 6 là mình điền một loại nhạc cụ này. Đó, guitar, piano này hoặc gì gì đó. Đến câu 7 mình sẽ điền một loại đồ ăn tiếp. Vậy là câu 5 với câu 7 mình đều có một loại đồ ăn này. À, đến câu 8 mình sẽ điền tên người là tên của cái người con trai của Mr. and Mrs. Fitz. Đến câu 9 mình sẽ điền một con vật. Và đến câu 10 mình sẽ điền một trò chơi hoặc là một loại sport, một loại môn thể thao nào đó vào đây. Được chưa nào? Được. Ok, vậy thì bây giờ con sẽ làm cho cô nhá. Và một lát nữa con sẽ chữa cho con. Con đưa cô có làm xong rồi. Ok, so number one mình có gì nào? Chifeng Street. Chifeng Street. Ok, rồi, tốt. Cô sẽ không ghi vào đây nữa nhá, cô sẽ chữa luôn cho con. Ok, number two. Seven house. Seven houses. Hi, I live in Chifeng Street. There are only about seven houses and flats in our street. Okay, tiếp. Big house. Big house, okay. Number four, no. À, cái number 3 ở đây, cái từ huge này đã là big rồi. Vậy thì con sẽ có thể nói là they live in a huge beautiful house. Beautiful đấy là xinh đẹp, đúng chưa nào? Bởi vì từ huge là big rồi. Vậy thì mình sẽ là a huge beautiful house. Còn câu 4 mới điền là big thì được. A funny big roof. Ok, tiếp. Cake hả? Like cooking cake on his balcony. Rồi tiếp.
Con sáu nè. Piano. Piano. Câu bảy nè. Ice cream. Ice cream. Ok. Câu tám là hat. Câu tám là hat. Ok, câu 9. Lion. Lion hả? Rồi. Câu 10. Table tennis. Table tennis. Ok, good. Rồi, tốt. Rồi, ok. Good. Bài này cũng khá là đơn giản đúng không con? Đó, chỉ cần là mình biết, cần biết là điền những cái gì vào đó thôi là mình sẽ làm được bài này. Ok, so now we move to the next exercise. Exercise B. Listen and text the box. Bây giờ mình sẽ lắng nghe một bài nghe này nhá. Và mình sẽ text vào cái đáp án đúng nhất cho cô. Được chưa nào? Được. Ok, và bài nghe này cô sẽ cho Minh Châu nghe hai lần nhá. Ten B. People in our street. Look at the pictures. Listen and look. There is one example. Which is Lily's house? Which is your house, Lily? Is it the one with the grey roof? No. Our house hasn't got a garden, and its roof is red. Oh, okay. And what colour is the door? Blue. My favourite colour. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. One. What's Dan's father doing now? What's Dad doing, Mum? Is he washing his car again? No, Dan. Look, he's playing with the puppy. Ah, oh, great. Can I go and see? Yes, but put your coat on first. Two. What are Lily and Dan playing? Are Lily and Dan playing table tennis? Not today. And Dan didn't want to play football. Oh. So they're playing badminton? That's right. They like doing that. Three. How does Dan's mother go to work? Hello, Dan. How does your mum travel to work? By bus? She goes on the train. It's quicker. Does she ride her bike to work sometimes? No. She never does that. Four. What's on Mr. Field's balcony? Mr. Field's got a new pet, Mum. It's on his balcony. Is it a rabbit? No, it's a parrot. Look. Oh, yes. What kind of pet would you like? A kitten. Five. Who's waiting at the bus stop? Is that your mum at the bus stop? No, it's my best friend's grandmother. Oh, which bus stop's there? The number one. It goes to the beach. Ok, cô sẽ cho nghe lại một lần nữa nhá. Để mình vừa nghe vừa check lại này. NB. People in our street. Look at the pictures. Listen and look. There is one example. Which is Lily's house? Which is your house, Lily? Is it the one with the grey roof? No.
Our house hasn't got a garden, and its roof is red. Oh, okay. And what colour is the door? Blue. My favourite colour. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. One. What's Dan's father doing now? What's Dad doing, Mum? Is he washing his car again? No, Dan. Look, he's playing with the puppy. Ah, great! Can I go and see? Yes, but put your coat on first. Two. What are Lily and Dan playing? Are Lily and Dan playing table tennis? Not today. And Dan didn't want to play football. Oh, so they're playing badminton? That's right. They like doing that. Three. How does Dan's mother go to work? Hello, Dan. How does your mum travel to work? By bus? She goes on the train. It's quicker. Does she ride her bike to work sometimes? No, she never does that. Four. What's on Mr. Field's balcony? Mr. Field's got a new pet, Mum. It's on his balcony. Is it a rabbit? No, it's a parrot. Look! Oh, yes. What kind of pet would you like? A kitten. Five. Who's waiting at the bus stop? Is that your mum at the bus stop? No, it's my best friend's grandmother. Oh. Which bus stop's there? The number one. It goes to the beach. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái đáp án nhé con nhé. Vâng ạ. Number one, what is Dan's father doing now? Ok, number one mình phải là B này. Được rồi, cô sẽ chữa một lượt rồi cô sẽ chữa lại từng câu cho nhá. Number two, what are Lily and Dan playing? A, badminton. Number three, how does Dan's mother go to work? By train. Number four, what is on Mr. Field's balcony? Is pirate. And number five, who is waiting at the bus stop now? Okay, vậy là mình chỉ sai một chút câu 1 thôi. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nghe lại câu 1 với cô xem là mình sai ở đâu nhá. 10B. One with the grey roof. Which is your house, Lily? Is it the one with the grey roof? No, our house hasn't got a garden. And its roof is red. Oh, okay. And what colour is the door? Blue. My favourite colour. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. One. What's Dan's father doing now? What's Dad doing, Mum? Is he washing his car again? No, Dan. Look, he's playing. Bố bạn ấy không đang rửa xe, vậy là mình loại đáp án C này. With the puppy. Ah, great. Can I go and see? Yes, but put your coat on first. Two. Bạn con nghe này. See? Puppy. Ah, oh, Dan. Look. He's playing with the puppy. Oh, Dan, look, he's playing with a puppy, đúng không? Bố con đang chơi với con chó ở ngoài vườn, đúng không con? Và cái hành động mà
Put on a coat. Này là mẹ bạn ấy dặn bạn ấy là con thì phải mặc áo vào thì mới được ra ngoài. Đó. Oh, great. Can I go and see? Yes, but put your coat on first. Đó. Cái lời put your coat on first. Ở đây là mẹ bạn ấy dặn bạn ấy đúng không nào? Được chưa? Rồi. Rồi. Vậy thì... Đó, vậy thì cái bài này mình đã biết là mình sai ở đâu rồi nhá. Con nha. Ok, không sao. Bạn này cũng sai ít mà sai có một câu. Một câu thì đã rất là ok, rất là good rồi. Cô rất là khen. Ok, mình chuyển sang phần tiếp theo. Bây giờ mình sẽ có một cái mover tips ở đây. In reading and writing part 2, you should read the whole conversation before you choose the missing answer. This will help you understand the context more fully before you start choosing answer. Ở phần bài Reading và Writing Part 2 thì con nên đọc toàn bộ cái đoạn hội thoại trước khi làm sao đấy, con chọn những cái đáp án và những cái ô trống. Và nó sẽ giúp con rất nhiều trong việc hiểu cái đoạn hội thoại đó nói gì trước khi con điền đáp án đúng vào trong này. Được chưa nào? Đó, dạ. Tức là khi làm bài thì con nên đọc cả một đoạn hội thoại. Đó, chứ con đừng đoạn đáp án vội mà con cứ đọc cả đoạn hội thoại xem là người ta đang muốn hỏi gì mình. Okay, so now we move to part C. Read and choose the best answers. Bài này thì mình làm nhiều rồi đúng không? Mình cũng đã làm vài lần rồi, là mình sẽ chọn câu trả lời cho những cái câu hỏi xuất hiện ở đây. Hoặc là chọn lại những cái câu trả lời cho những cái đoạn hội thoại, những cái đoạn đối đáp nhau ở đây. Okay, so now let's do this exercise. And before that, I will check the answer for you. Bây giờ con sẽ làm bài tập này cho cô và sau đó cô sẽ chữa cho con nhá. Vâng ạ. Cô làm xong rồi. Ok, bây giờ cô sẽ check cho con nhé. Question number one. Dan, what is she like? She likes chocolate. Đúng rồi, tốt. Cô ấy thích cái gì? À, câu này nó không phải là hỏi về sở thích đâu con ạ. Câu này là hỏi về trong mình nhá. Mình phải đọc kỹ một tí này. What she like, tức là cái từ like ở đây vừa là thích và vừa có thể là như thế nào, đúng chưa nào? Vậy thì ở đây mình sẽ nói là she is really nice. Đó, cô ấy rất là tốt. What is she like? Đó. Còn nếu mà muốn hỏi cô ấy thích gì thì phải là gì đấy? What do she like? Đó, hoặc là what does she like? Còn đây nếu mà mình dùng to be is ở đây thì ở đằng sau này cái từ like này sẽ trở thành tính từ, nó sẽ trông như là cái từ như thế nào. Vậy nên mình sẽ phải
Điền đáp án C vào đây nhé. Number two. Has she got any brothers? Has she got any brother là gì đấy? Cô ấy có bao nhiêu? À, cô ấy có người anh trai nào không? Cô ấy có người anh em trai nào không? Thì mình trả lời là gì? Chỉ có một người thôi, tôi nghĩ như vậy. Only one, I think. Đúng không? Chứ sao lại no is Charlie được? Đúng không? Three. Tell me about her. Hãy nói cho tôi nghe về cô ấy thế nào. She is good at sport. Đúng rồi. Number four. What is she good at in class? She can spell long words. Cô ấy giỏi điều gì ở trong lớp? Thì mình có thể trả lời là cô ấy có thể đánh vần một từ rất dài. Number five. Should I invite her into my party? Good idea. Number five có nghĩa là gì đây? Bạn Dan, bạn bảo là tôi có nên mời cô ấy đến bữa tiệc của mình không? Thì mình sẽ phải trả lời là good idea đây là đúng là một ý tưởng tốt, đúng không? Here you are là của bạn đây. Và so do I là cái câu như kiểu là tôi sẽ làm như vậy. Nhưng mà đấy là mình phải tự nói. Chứ còn đây là người khác đối đáp lại với mình thì mình phải nói là good idea. Đó là một ý tưởng không, đó là một ý tưởng tốt. Bởi vì bạn Dan bảo là gì, tôi có nên mời cái người đó không, đúng không nào? Thì cái người đáp lại bạn ấy sẽ nói là ồ, đó là một cái ý tưởng rất là tốt. Đúng không? Rồi ạ. Number 6. What is her phone number? Her phone is really great. What is her phone number? Tức là gì? Số điện thoại của cô ấy là gì? Thì mình sẽ phải trả lời là I don't know, but I can ask her. Tôi không biết, nhưng mà tôi có thể hỏi cô ấy. Đúng không? What is her phone number? Tức là số điện thoại của cô ấy là gì? Thì number A mình có là yes, it's in class 30. Thì không phải rồi. Number answer B là her phone is really great. Là điện thoại của cô ấy rất là tốt. Thì cũng không đúng luôn. Bởi vì người ta đang hỏi về số điện thoại, đúng không con? Vâng ạ. Vâng ạ. Rồi, ok. And now we move to the last exercise today. Read and draw a picture of Dan, Lily and Sally. Ở đây mình sẽ có một cái đoạn văn viết về Dan, Lily và Sally nhé. Vâng ạ. Và con sẽ phải đọc cái đoạn văn này và sau đó mình sẽ vẽ được cả ba bạn ý xuống ba cái bức tranh từng người gửi cho cô. Đó. Bây giờ mình sẽ đọc cái đoạn văn này xem nào. Dan and Lily both live in Easy Street and now Sally lives there too. Dan's got brown eyes, but Lily and Sally's eyes are blue and bigger than Dan's. Dan's got the biggest nose and the biggest ears, but his mouth is the smallest. Dan's hair is brown and really curly, but Lily is blonde and straight. Sally's hair is black. It's shorter than Lily's hair, but it's longer than a Dan's hair. Đó, ở đây là mình đã miêu tả với bạn ý này. Những cái từ như là biggest này là lớn nhất này. Bigger là lớn hơn này. Biggest là lớn nhất, bigger là lớn hơn này. Smallest là nhỏ nhất này. Đó. Shorter là ngắn hơn này. Và longer là dài hơn. Được chưa? Ui, con nhìn này. Con nhìn vào đây cho cô. Những cái từ mà con thấy nhá. Là đuôi er. Như này. Thì nó sẽ là hơn. Ví dụ như longer là dài hơn. Bigger sẽ là to hơn. Còn đuôi est như này. Sẽ là nhất. Ví dụ như là biggest sẽ là lớn nhất. Được chưa? Vậy thì smallest là gì con? Nhỏ nhất ạ. Đúng rồi, nhớ cho cô như thế. Đuôi est sẽ là nhất, còn đuôi er sẽ là hơn. Vậy thì bây giờ mình sẽ trả lời một số những câu hỏi trước khi mình vào vẽ cho cô này. Thì đầu tiên, what color are Lily eyes? What color are Lily eyes? Blue. Blue.
Lily eyes are blue. Đúng rồi, tốt. Rồi. Has Dan got a big nose or a small nose? Tìm bạn Dan nào, xem cái mũi của bạn ấy như thế nào nào. Is biggest. Is big nose, đúng không? Dan có một cái mũi rất là to. Tiếp nào. Who got the smallest mouth? Dan. Đúng rồi, Dan. Rồi. Is Lily hair straight or curly? Lily hair thì straight hay là hair. Đúng rồi, straight hair. Number tiếp theo nào, what color hair has Shelly got? Black. Black, đúng rồi. Who got the longest hair? Who's got the longest? Okay, đúng rồi. Lily. Okay, để cô xem nào. Ok, vậy thì bây giờ con sẽ vẽ cho cô bạn nào. Con thích vẽ bạn nào? À thôi, thì bây giờ con sẽ vẽ một bạn đi, xong cô sẽ đoán cái bạn đấy nhá. Nhưng mà con không có màu nâu. À, thế à. Thế thì con sẽ vẽ bạn nào. Thôi được rồi. Thế thì cái phần vẽ này mình sẽ để về nhà mình vẽ cho cô nhá. Được chưa nào? Mình đã có tất cả những cái thông tin về ba bạn này rồi, thì bài tập về nhà sẽ là vẽ ba bạn ấy cho cô nhá, và mình sẽ cho cô show cho cô xem vào buổi sau nhá. Ok. 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 Được rồi. So we finish our class here. Đó, mình đã hết thúc buổi học ở đây nhá. Vâng ạ. Khi nào về nhà thì con sẽ vẽ ba cái bạn đó cho cô. À, con cần cô gửi cái phần này cho mẹ để con vẽ không, hay là con có rồi? Con chưa có. Ừ, thế thì cô sẽ chụp lại cái phần này cô gửi cho mẹ nhá. Vâng ạ. Ok, và về vẽ cho cô ba cái bạn này vào giấy nhá. Vào giấy của con vâng ấy. Ok, được rồi. Ok, so goodbye, see you soon. Goodbye teacher, see you again. Ok, goodbye.